Express. Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ tư ngày 7 tháng 9. Tối qua, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra hỏa hoạn tại quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu. Quán karaoke có 29 phòng, diện tích sàn xây dựng hơn 1.500m2, khu vực cháy khoảng 400m2, nằm ở tầng 2 và 3. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng cháy dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều người nhảy từ tầng 2 của quán cao từ 7 đến 8 mét xuống đất. Trận hỏa hoạn khiến 12 người tử vong, 7 người bị thương, nhiều nạn nhân được cứu ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 13 xe chuyên dụng đến cứu hộ. Cảnh sát phải phá nhiều lỗ trên bảng hiệu và dỡ trần nhà để xịt nước dập lửa ở các tầng. Sau khoảng 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê, trong 3 năm qua, riêng tại Hà Nội có hơn 1.300 vụ cháy, khiến 38 người chết, 82 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 272 tỷ đồng. Các vụ cháy hầu hết xảy ra ở nhà riêng đơn lẻ, với 680 vụ. Ngoài ra, có 215 vụ cháy ở nhà cao tầng, quán karaoke và một số loại hình khác như nhà kho, xưởng sản xuất, phương tiện giao thông. Trong đó, hơn một nửa số vụ cháy xuất phát từ sự cố hệ thống điện với 696 vụ. Ngoài ra có một số nguyên nhân khác như sơ suất khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt có 92 vụ, sự cố kỹ thuật, máy móc 21 vụ, 486 vụ đang điều tra và một số nguyên nhân khác. Sáng nay, cơ quan điều tra thông báo tìm nhà đầu tư mua trái phiếu bị thiệt hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Tân Hoàng Minh và đề nghị bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của Tân Hoàng Minh chưa trình báo hãy đến cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra tại phòng 10C03 số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại 0793 688 688 hoặc 055 993 3333. 3 tháng trước, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt và 4 người bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cáo buộc Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, nhằm huy động tiền trái pháp luật của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao tốc Dầu Dây Tân Phú theo phương thức PPP, dự kiến dài khoảng 60 km, thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, vận tốc 100 km/h, thực hiện từ nay đến 2025. Tổng mức đầu tư 8.365 tỷ đồng. Cao tốc Dầu Dây Tân Phú là dự án thành phần nằm trong tổng thể tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương dài hơn 200 km. Cao tốc nhằm kết nối thành phố Hồ Chí Minh lên các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời sẽ kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây hiện nay, giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 20. Tuyến đường cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Sáng nay, đồng yên của Nhật tiếp tục giảm 0,2% so với đô la Mỹ. Hiện mỗi đô la Mỹ đổi được 143,14 yên. Từ đầu năm, yên Nhật đã mất giá 19,4% so với đô la Mỹ, vượt mức giảm lịch sử năm 1979 là 19,1%. Việc đồng này liên tục yếu đi khiến các nhà đầu tư luôn trong trạng thái chờ thông báo can thiệp từ giới chức Nhật Bản. Trong tháng này, việc trái phiếu chính phủ Mỹ bị bán càng làm tăng khoảng cách về lợi suất giữa trái phiếu Nhật Bản và Mỹ, từ đó kéo đô la Mỹ lên cao và đẩy yên xuống đáy 24 năm. Hồi tháng 6, giới chức Nhật Bản cho biết sẽ có động thái nếu cần thiết, nhưng không nói rõ động thái này là gì. Lần cuối cùng nước này can thiệp kéo giá nội tệ lên là năm 1998. Khi đó, phần lớn châu Á đang chịu tác động từ khủng hoảng tài chính trong khu vực. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ chiều tối nay đến ngày 14 tháng 9, miền Bắc bắt đầu mưa dông, một số nơi mưa to, mực nước nhiều sông suối dâng cao, đe dọa ngập lụt và sạt lở đất. Miền Bắc sẽ bắt đầu chuỗi ngày mưa từ chiều tối nay tới ngày 14 tháng 9. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Đồng bằng, Trung Du, ven biển Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình được dự báo mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Sau ngày 12 tháng 9, mưa dông giảm dần do giải hội tụ nhiệt đới suy yếu. Mưa diện rộng kéo nền nhiệt miền Bắc giảm khoảng từ 4 đến 6 độ so với hiện nay. Hà Nội ngày mai còn khoảng từ 24 đến 28 độ. Tại miền Trung, Trung Trung Bộ mưa to từ đêm qua. Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 9 tháng 9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ mưa với lượng tương tự như miền Bắc. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong những ngày tới cũng có mưa rào và dông, nhưng diện mưa không rộng, tập trung về chiều tối. Các sông suối Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Mưa tại Nam Bộ và Tây Nguyên đến mai giảm dần, chỉ còn về chiều tối.
Áp lực bán tháo các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến Việt Nam Index chiều nay giảm hơn 34 điểm so với tham chiếu, chốt phiên 1.243 điểm. Tính theo giá trị tuyệt đối, đây là phiên giảm mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua, đồng thời xóa sạch số điểm Việt Nam Index tích lũy từ đầu tháng 8 đến nay. Sàn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có đến 423 mã giảm, gấp 6 lần số lượng cổ phiếu tăng. Một số mã vốn hóa vừa và nhỏ thuộc nhóm bất động sản, dầu khí, xây dựng như CII, DXG, HDC, PVD, HTN còn giảm hết biên độ và không có bên mua lúc cuối phiên. Chỉ số giảm mạnh nhưng thanh khoản lại tăng vọt nhờ dòng tiền bắt đáy trong những phút cuối. Hôm nay có hơn 852 triệu cổ phiếu, tương ứng 20.330 tỷ đồng được sang tay trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền tập trung nhiều nhất ở nhóm tài chính, ngân hàng, công nghiệp, nguyên vật liệu và bất động sản. Tính riêng cổ phiếu, NKG đứng đầu về giá trị giao dịch khi đạt hơn 660 tỷ đồng, tiếp đến là Việt Nam Đồng, HPG, VPB và STB. Cố vấn Tổng thống Ukraine thông báo mở thêm 2 mũi phản công ở miền Đông và Đông Bắc, dồn ép lực lượng Nga trên toàn chiến tuyến. Với thông báo này, quân đội Ukraine đang tiến hành 3 mũi phản công lực lượng Nga ở miền Nam, miền Đông và Đông Bắc. Theo ông, chiến dịch phản công nhiều mũi được tiến hành đồng thời nhằm trói chân lực lượng dự bị Nga và ngăn quân đội Nga củng cố cho tiền tuyến. Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong bài phát biểu mới đây, ông Putin tuyên bố không ai có thể cô lập Nga, nhưng thừa nhận nước này đối mặt với thách thức về tài chính, kinh tế và công nghệ do các lệnh cấm vận phương Tây. Theo ông, ngoại hối và thị trường tài chính Nga đã ổn định, lạm phát đang giảm dần, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong lịch sử là 4%. Về chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông chủ điện Kremlin khẳng định Nga không khơi mào chiến sự mà đang tìm cách chấm dứt những xung đột bắt đầu từ năm 2014. Ông tuyên bố Nga quyết định hành động quân sự nhằm giúp người dân Donbass và Moscow sẽ không chịu mất mát nào vì chiến dịch này. Tổng thống Nga cũng đồng thời chỉ trích những lệnh cấm vận của phương Tây nhằm vào nước này, cho rằng chúng là mối đe dọa mới với thế giới sau đại dịch COVID-19.